Xin được cảm ơn Quỳnh đã tham gia chương trình ngày hôm nay trong một cái ngày nghỉ cuối tuần như thế này. Không biết là quý vị khán giả thấy thế nào, tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mà Thùy Dương gặp gỡ Quỳnh, và cá nhân Thùy Dương cảm thấy bạn thực sự là xinh đẹp và sở hữu một cái thần thái y như là trong những cái bức hình mà chúng tôi được theo dõi trên mạng xã hội và thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Vậy thì bạn hãy chia sẻ với quý vị khán giả là bạn từ cái ý tưởng thế nào bạn lại có được bộ hình như vậy? Thực ra thì cái việc mà em chụp bộ ảnh này là khá là tình cờ, vì em và bạn chụp ảnh chỉ là được mọi người giới thiệu với nhau thôi. Và sau khi chụp những bức ảnh này và đăng nó lên mạng xã hội thì cái việc mà được mọi người đón nhận như vậy thì khiến em khá là ngạc nhiên. Tức là rất là tình cờ và ngẫu nhiên thôi. Dạ vâng. Tuy nhiên thì cái việc mà lựa chọn concept để có thể chụp ảnh chắc chắn là cũng sẽ phải ngồi với nhau để có thể có một cái concept nhất định, hay là mình tự dưng mình chụp thôi? Thực ra thì cái việc lựa chọn concept của bọn em là do chủ yếu là do bạn chụp ảnh là nhiều. Bạn ấy dựa trên màu da của em và bạn ấy quyết định chọn cái concept chụp ảnh tông màu trắng như thế. Và bộ ảnh này cũng đã nhận được rất nhiều những cái lượt like, lượt share và lượt comment của các bạn trên trang mạng xã hội. Vậy thì cho Thùy Dương hỏi là từ khi nào mà Quỳnh nhận biết được cái sự khác biệt của mình về căn bệnh bạch cạng, và cái căn bệnh này hiện nay có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ra sao? Em bắt đầu nhận biết về căn bệnh của mình từ năm em học lớp 7. Và cho đến bây giờ em nghĩ là cái việc ảnh hưởng nhiều nhất đối với em là về làn da và về thị lực của mình. Thị lực của em so với các bạn khác thì em nhìn khá là kém. Cái khả năng nhìn xa của em khá là kém so với mọi người. Thường thì ví dụ như khi đi học mà em phải nhìn lên bảng ngồi bàn đầu thì em vẫn khá là khó để nhìn thấy những gì mà thầy cô viết trên bảng. Hoặc là về da thì khi mà em ra ngoài trời nắng, da em rất là dễ bị nhạy cảm với ánh nắng. Tức là bị kích ứng đấy, đúng Dạ vâng. không? Ừ. Còn Thường gì nữa không? thường thì nếu mà đi ra ngoài trời nắng, nếu mà em có bôi kem chống nắng và mặc áo chống nắng đầy đủ thì da của em vẫn, nếu mà đứng quá lâu ngoài trời thì da của em vẫn có thể bị rát. Đấy là về những cái vẻ ngoài cũng như là hình dáng ngoài của mình. Vậy thì bên trong, ví dụ như cái sức khỏe của mình có bị ảnh hưởng không? Em nghĩ là bệnh này chỉ chủ yếu ảnh hưởng đến da và mắt của em là nhiều, còn về phần sức khỏe thì vẫn bình thường như những bạn khác thôi ạ. Trong cuộc sống thì em có gặp những cái khó khăn như thế nào với cái sự khác biệt của mình hay không? Và mọi người xung quanh thì họ hỗ trợ em như thế nào? Thực ra thì em nghĩ khó khăn nhất là việc về thị lực của em. Cái việc mà đi học không thể nhìn được nó rất là khó khăn. Em thường thì em đi học em sẽ phải có thể là đợi bạn bên cạnh chép lại bài xong thì em sẽ mượn vở bạn để chép lại. Hoặc là sẽ phải trong lúc mà thầy cô vừa viết bảng lại vừa đọc lên ấy, thì em sẽ phải chép luôn ngay trong khoảng thời gian đấy. Thì thực ra các bạn học cùng lớp cũng biết là em gặp khó khăn trong việc nhìn khá là nhiều nên các bạn giúp đỡ em rất là nhiều. Thường thì sẽ làm đọc bài giúp em này, hoặc là sau khi mà học xong một môn các bạn có thể giúp em giảng lại bài môn đấy chẳng hạn, nếu như mà em chưa kịp hiểu. Hoặc là vào những ngày mà trời nắng nóng tầm tháng 5, tháng 6 như này này thì các bạn sẽ thường là chở em đi học. Ừ. Tức là bản thân mình cũng sẽ phải rất là tập trung và nỗ lực Dạ vâng. để có thể hoàn thành tốt cái việc học ở trên lớp của mình, đúng không Dạ. ạ? Năm nay cũng là năm cuối học đại học rồi, chị biết rằng là em thì có ước mơ và ao ước trở thành một tiếp viên hàng không. Vậy tại sao em lại có ước mơ trở thành tiếp viên hàng không? Cái này là thực ra là cũng từ khá là lâu rồi, từ ngày mà em còn học cấp 2. Mẹ em có đi du lịch về và kể với em về các chị tiếp viên hàng không ấy ạ. Và mẹ em có tặng cho em một chiếc móc chìa khóa có hình của một chị tiếp viên hàng không. Em vẫn nhớ cái hình ảnh đấy và em tìm hiểu khá nhiều. Em bắt đầu thích nghề đấy từ ngày đấy. Ừ. Nếu như mà mình trở thành tiếp viên hàng không thì em dự định em sẽ làm gì? Nếu như mà không trở thành tiếp viên hàng không thì em vẫn muốn làm bên hàng không và em nghĩ là em sẽ cố gắng để nộp hồ sơ vào để trở thành một nhân viên mặt đất. Em có thể chia sẻ với mọi người rằng là cái bí quyết của riêng mình, vì sao em có thể có được cái sự tự tin trong cuộc sống, và mình luôn luôn chăm chút tới cái ngoại hình để có thể xinh đẹp cũng như là cái gu ăn mặc rất là trẻ trung hiện nay. Em nghĩ là thực ra thì mỗi người không thể lựa chọn được là mình sinh ra như thế nào.
ngoại hình của mình như thế nào, nhưng em nghĩ là điều quan trọng là cái thái độ sống của mình có tích cực hay không. Nên em cũng không muốn là trở thành một người buồn rầu quá, nên là em nghĩ là cái việc mà tự tin với bản thân và yêu bản thân mình thì là một việc cực kỳ quan trọng, và nó sẽ là cái điều kiện cần và đủ để một người tiến đến thành công. Ừ, tức là bản thân mình cũng luôn luôn sở hữu cái sự tự tin và sẽ tìm tới những cái niềm vui trong cuộc sống. Chị không biết rằng là ở các tỉnh thành khác như thế nào, tuy nhiên thì ở thành phố Hà Nội thì có những group người có những cái căn bệnh như của mình, thì không biết rằng là em có tham gia vào cái cộng đồng ấy không hay không, để chúng ta có thể nhận được những cái sự sẻ chia cũng như là mình tiếp sức thêm cái động lực để cho một số những cái bạn có mắc căn bệnh như em, tuy nhiên thì các bạn hơi tự tin một chút. Thực ra thì nhiều bạn cũng hỏi em điều này, nhưng em chưa biết đến cộng đồng của những người bị Bạch Tạng. Nhưng mà sau sau khi mà em chụp bộ ảnh này thì cũng có khá nhiều bạn tìm đến em và nhắn tin. Hầu như là các bạn đều em thấy là các bạn đều cần người chia sẻ, và tự bản thân em cảm thấy khá là vui khi mà nhận được nhiều lời hỏi thăm hoặc là những lời mà kiểu các bạn muốn mình chia sẻ cùng như thế. À, lúc nãy thì em có chia sẻ nếu như mà em làm tiếp viên hàng không thì em rất muốn giữ cái vị trí là tiếp viên mặt đất đúng không? Thế bây giờ chị lại có một câu hỏi ngược lại, nếu như mà nếu như mà em không trở thành tiếp viên hàng không thì em sẽ dự định làm một công việc nào? Nếu mà không trở thành tiếp viên hàng không, em thật sự là em rất muốn làm ở trong sân bay ấy ạ, nên là em sẽ tìm một vị trí nào đấy ở mà có thể được làm trong sân bay mà sẽ không yêu cầu quá nhiều về phần thị lực. Có thể là nhân viên phục vụ ở bên quầy vé chẳng hạn, hoặc là nhân viên trong phòng chờ ạ. Thêm một câu hỏi mà liên quan tới gia đình của mình. Khi mà biết em bị mắc căn bệnh Bạch Tạng, vậy thì những người thân của mình, bố mẹ em thì lúc đầu thì phản ứng ra sao, và về sau thì sẽ chia sẻ những cái khó khăn của em như thế nào? Em nghĩ là ban đầu thì chắc là bố mẹ nào khi thấy con gái mình như thế thì cũng sẽ lo lắng. Nhưng rồi dần dần sau này thì vì em cũng nhận được khá nhiều sự động viên từ bố mẹ em, nên là thường thì bố mẹ em sẽ động viên em bằng cách nói mẹ thấy con như thế này là đẹp lắm rồi này, rồi là mẹ thấy như này cũng không sao cả, quan trọng là con phải cố gắng hơn. Thì cũng nhờ những lời động viên đấy của bố mẹ mà khiến em tự tin hơn rất là nhiều. Thêm một câu hỏi nữa, đó là em có những cái lời khuyên như thế nào cho những người như em, những người bị mắc căn bệnh Bạch Tạng, để cho họ có thể tự tin hơn trong cuộc sống? Em nghĩ là cái việc mà mình sinh ra thế nào thì mình không thể được chọn lựa, nhưng mà cái việc thái độ sống của mình thì chúng ta có thể được lựa chọn, nên là cái việc mà yêu và tự tin vào bản thân mình thì là một điều kiện cần và đủ để tiến đến thành công, nên em mong là các bạn sẽ tự tin hơn và tự tin hơn vào bản thân trong cuộc sống. Và mình nhìn cuộc sống thì luôn nhìn về phía trước đúng không? Dạ vâng. À, chúng ta cần phải có những ước mơ và sẽ phải làm hết sức mình để có thể hoàn thiện được những ước mơ đó. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Ngô Thúy Quỳnh, sinh viên năm cuối khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã có những chia sẻ cho quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay.